Chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa hai tay vợt Nguyễn Phong và Hùng Hà trong khuôn khổ Match Play của eTennis Việt. Hiện tại thì Nguyễn Phong đang có điểm UTA là 5.93, còn Hùng Hà là 6.38. Hai tay vợt này đã từng gặp nhau hai lần và cả hai lần trước chiến thắng đều thuộc về Hùng Hà. Một pha bỏ nhỏ và bắt bài rất tốt của Hùng Hà. Như các bạn đã biết thì các trận đấu của eTennis Việt đều đánh theo thể thức fast four, chạm 4, mỗi set chạm 4. Nếu mà ba đều thì hai tay vợt sẽ đánh set tie break chạm 7 để phân thắng bại. Một cú thuận tay chéo sân rất tốt của Hùng Hà. 30-40, vậy là có hai break cho Hùng Hà rồi. Rất tiếc pha trái tay không được tốt. Những pha đoa bóng của Phong bóng cồng về rất sát vạch baseline và vừa rồi cú trái tay của Hùng Hà rất không tốt. 40 đều bóng vàng vẫn là một break point. Pha kế bóng rất thông minh của Phong sau một cú phát bóng ra dây. 0-1. Do hôm nay sân không có nhặt bóng nên là hai tay vợt phải tự nhặt bóng. Nên là sẽ không đổi sân. Hết set, mỗi set đổi sân một lần. Trái tay đập dây sâu của Hồng Hà, Phong đã đánh bóng không qua lưới. 15-0. Chờ bóng ra ngoài. 30-0. Pha giả bóng khá tốt của Phong, tuy nhiên bóng ra ngoài một chút. Tiếp tục là một tình huống phá bóng tốt. 40-0 cho Hùng Hà. Không tốt. Huống vừa rồi sau khi phát bóng rất tốt thì Hùng Hà đã có một tình huống áp sát và đánh về phía sân bỏ trống của đánh sửa lưng Nguyễn Phong, tuy nhiên bóng đi ra ngoài.
Tiếp tục là một tình huống đa bóng ra ngoài rất đáng tiếc, 40-30. Nói thêm một chút về chiến thuật thì những tình huống phát bóng combo 1-1 thì sau khi phát bóng ra mang thì có một là bạn có thể đánh đa mạnh về phía góc sân còn lại. Cách tiếp theo, cách thứ hai cũng hiệu quả không kém nếu mà đối thủ của bạn chạy rất nhanh về để bay phần sân bỏ trống thì bạn có thể đánh sờ lưng đối thủ. Đó là một trong hai phiên bản của combo 1-1. Như vậy là 40-0 và thành 40 đều rồi. Bóng vàng. Một đều cho Hồng Hà. Bóng vàng nhưng và bóng hai nhưng Phong đã không tận dụng được cơ hội và giả bóng không tốt. Phản ứng tốt của Phong. Mười lăm không. Ba mươi không. Trả bóng trái tay không qua lưới. Dọc dây không thành công. 40-0 rất nhanh cho Phong. Ở e-tennis Việt thì các vận động viên được quyền thách đấu lẫn nhau để tìm cách tiến lên trong bảng xếp hạng ladder. Hiện tại thì Hồng Hà đang xếp trên Nguyễn Phong ở bảng xếp hạng. Tuy nhiên nếu Phong thắng trận này thì Phong sẽ vượt lên trên, đứng ngay bên trên Hồng Hà. Vừa rồi là một tình huống lên lưới hỏng ăn rất đáng tiếc của Nguyễn Phong, 40-15. Đá bóng chéo xanh rất tốt, 40-30. Nói thêm về bảng xếp hạng ladder thì bảng ladder chính là công cụ để xếp hạng các vận động viên trong một câu lạc bộ rất tốt. Đơn giản như này thôi. Ban đầu hai vận động viên thi đấu với nhau, vận động viên nào thắng thì sẽ xếp trên. Cứ như vậy thì ví dụ câu lạc bộ có 10 người thì ban đầu có thể xếp theo điểm trình của diễn đàn nào đó hoặc là xếp theo alpha b vân vân. Tuy nhiên chỉ sau một vài trận đấu, một số trận đấu thì sẽ bảng xếp hạng sẽ dần dần trở nên đúng hơn, và như vậy là các vận động viên ở phía dưới bảng xếp hạng có động lực phấn đấu để vươn lên trên. À, họ có thể thách đấu các vận động viên xếp trên mình từ 5 đến 10 bậc hoặc là nhiều hơn để nếu giành chiến thắng thì họ sẽ vượt lên trên, xếp trên vận động viên đó luôn. Ở e-tennis Việt thì hiện tại có tầm hơn 20 anh em tham gia bảng xếp hạng ladder. Nhóm đầu cao hơn hẳn thì có anh Sơn, Phạm Ba Đình, Dũng Sport. Còn lại các anh em dưới thì trình đồng đều nhau hơn và
Chủ yếu các việc thay đổi thứ tự nằm ở phía giữa bảng xếp hạng. Một hai và đá bóng rất thuận tay không tốt của Hùng Hà. Thế trận đang tương đối cân bằng, không như những trận đấu trước giữa Hùng Hà và Nguyễn Phong. Hùng Hà tấn công tốt hơn, trận đấu này thì đang rất cân bằng. Trả bóng quá tốt của Phong, pha trả bóng bóng rơi rất sâu về cuối sân, sát với chân của Hùng Hà và anh không thể có một pha trả bóng khó được. 0-30. Pha đoa bóng dọc dây của Phong rất tốt, và với tình huống ép trái như vậy thì Hùng Hà không thể giả bóng khó được và Phong lên lưới đẩy bóng về góc xa. 0-40 rồi, 3-4 break. Điểm break dành cho Phong và tỷ số đang là 1-2. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Hùng Hà. 15-40, vẫn còn 3 điểm break nữa. Rất khó để giữ game đấu này. Pha tấn công không đủ tốt của Hùng Hà, không đủ nhanh và không làm khó được Phong trong tình huống vừa rồi. Sau đó là một pha tự đánh bóng hỏng, rất đáng tiếc. 3-1 cho Nguyễn Phong. Anh sẽ ra bóng để giành chiến thắng trong set đầu tiên. Trả bóng tốt. Pha phát bóng của Phong chưa quá khó. Lần này bóng đi vào phía trái tay của Hùng Hà rồi. 15 đều. Thế trận đang rất thuận lợi cho Phong. Và bóng ra ngoài. 30-15. Phong đo bóng ở baseline rất tốt. Bóng cả trái cả phải đều rất xoáy và sâu về cuối sân. Nếu Hùng Hằng muốn thắng điểm thì bắt buộc phải tìm cách bước vào sân và đánh sớm quả bóng, dứt điểm sớm. Tuy nhiên trong trận đấu này thì anh chưa làm được điều đó. Thế trận đang rất là thuận lợi cho Phong. Cứ tiếp tục đa bóng nhiều ở cuối sân như vậy thì sẽ thuận lợi cho Phong hơn. 30 điều. Phong vẫn thủ được.
30-40 rồi. Cơ hội đòi lại break cho Hồng Hà. Tình huống vừa rồi là một pha trả bóng thuận tay ra mang, sau đó một pha ra bóng tốt về phía sân trống và một pha lên lưới smart. Phải tấn công như vậy thì mới dứt điểm được tình huống được. Ra bóng rất tốt, hai pha ép trái liên tục, tiếp tục ép trái. Rất đáng tiếc cho Phong, Hùng Hà vừa rồi có 3 pha ép trái liên tiếp và đều không làm khó được Phong. Trái tay của anh, cú giả bóng trái tay của anh đi rất sâu về cuối sân. Hùng Hà may mắn cây bóng qua lưới và khiến cho Phong không kịp trở tay. Hai ba cho Hùng Hà. Giao bóng để đưa trận đấu vào, đưa set đấu vào tie break. Game giao bóng trước của Hồng Hà đã không tốt và anh bị mất break. Thì anh có làm tốt hơn ở game đấu này? Hỡi một. Và thuận tay rất xấu của Hồng Hà. Không 15. Trả bóng rất sâu. Một pha bỏ nhỏ thành công của Hồng Hà. 15 đều. Cắt bóng ngắn khiến cho Phong không thể kéo Phong vào sân và khiến cho Phong không thể trả bóng tốt. Bóng ngoài. Rất đáng tiếc, 30 đều rồi. Liên tiếp là những pha đóng đánh về phía tay trái của Nguyễn Phong. Tuy nhiên trái tay của Phong cũng rất tốt. Vừa rồi cuối cùng Hồng Hà đã mắc lỗi. 30-40 rồi. Set point dành cho Phong. 2 điểm set point.
công tốt. Tấn công tốt của Phong. Và bóng bền bỉ của hai tay vợt. Set point, hai tay vợt tỏ ra khá thận trọng. Vậy là set thứ nhất Phong đã giành thắng lợi với 4-2, tỷ số 4-2. Một pha cắt bóng ra mang tốt của Phong. Nhưng mà đã đánh bóng vào lưới. Rất mệt. Trận đầu tiên trong buổi sáng của cả hai tay vợt. Thể lực chưa đảm bảo. Đây cũng là set thắng đầu tiên của Phong trước Hùng Hà. Với phong độ như thế này thì hơi khó cho Hùng Hà rồi. Anh không thể lực thì không thể đọ độ bền được với Phong vì lối chơi bền bỉ là đa bền bỉ cuối sân của Phong rất khó chịu. Tuy nhiên khả năng tấn công của Hùng Hà trong trận đấu này là không tốt. Liên tiếp mắc lỗi trong những tình huống, những thời điểm quan trọng. Anh đã để mất để đối phương bẻ hai game ra bóng của mình. Cầm ra bóng mà chưa tốt. Với những trận đấu mà hai tay vợt khá là cân trình như thế này và thì việc tận dụng cơ hội cũng như là có đấu pháp hợp lý tốt hơn thì sẽ tay vợt đấy sẽ có nhiều cơ hội để giành thắng lợi hơn. Set 1 đã chứng kiến việc Hùng Hà không thể áp đặt lối chơi, không thể tấn công trước Phong Nguyễn. Và trận đấu càng kéo dài sang set 2, giả sử có set 3. Và nếu có set 3 thì cũng sẽ rất bất lợi về mặt thể lực cho Hùng Hà. Phong là một tay vợt trẻ và nền tảng thể lực rất tốt. Tình huống 1-1 vừa rồi, combo 1-1 vừa rồi của Hùng Hà không tốt. Và bóng đòa thuận tay dọc dây ra ngoài rất nhiều. Phát bóng cũng chưa được tốt. Đều. Nếu để cho Phong tìm được nhịp đoa bóng thì anh có thể đoa cả ngày, qua lại cả ngày, chéo sân dọc dây đều rất là tròn. Sau đó Hùng Hà bắt buộc phải tìm cách đánh bóng khó hơn và nhanh hơn, tiến vào sân nhiều hơn. Ví dụ như vừa rồi là một tình huống qua bóng ra
mang, thuận tay rất tốt, chéo sân và sau đó bước vào sân để dứt điểm. Ba mươi mười lăm. Phải đánh bóng nhanh và bắt phong di chuyển. Tuy nhiên tình huống vừa rồi cú trái tay của Hồng Hà đã đi ra ngoài. 30 đều. Pha bóng phát bóng khá tốt. 40-30. Serve ra phía trái tay của Nguyễn Phong ngay từ pha bóng 1 khiến cho Phong bất ngờ. Do không có nhặt bóng nên các tình huống các điểm số diễn ra cách nhau khá là lâu. Trận đấu sẽ kéo dài. Vừa rồi là bóng 1. Bóng ra ngoài một chút thôi. Quá tốt, cú thuận tay dập dây của Phong. Bóng trong sân rất nhiều. Tuy nhiên phán đoán sai. Anh nhìn bóng ra khỏi vợt của Phong và nghĩ là bóng sẽ đi dài. Tuy nhiên bóng còn trong sân rất nhiều. Vẫn còn. Tiếp tục là một cú thuận tay dọc dây rất tốt của Phong. Làm chủ rơi ra bóng của mình rất tốt. 30-0. Một tình huống tấn công của Hồng Hà. Pha trả bóng thuận tay ra dây và sau đó thuận tay dọc dây vào phần sân chấm. 30-15. Anh đang tìm cách tấn công nhiều hơn so với sách 1. Nếu tiếp tục đánh như sách 1 thì gần như là mình sẽ không có nhiều cơ hội. Đánh bóng bền hoặc là bóng kéo dài đối với Phong thì Hùng Hà sẽ gặp bất lợi về mặt thể lực. Còn vừa rồi là một tình huống phát bóng combo 1-2 của Phong, tuy nhiên Hùng Hà vẫn cứu được bóng. Rất đáng tiếc, lên lưới rất hời hợt. Anh sau khi ép bóng sâu thì anh Hùng Hà đã không áp sát được nhanh và để quả bóng rơi xuống. Bóng một pha bắt lưới rất xấu, rất đáng tiếc. 40-15.
Xả bóng chéo sân tốt. 40-30. Sách 2 bắt đầu có những tình huống đoá bóng quyết đoán hơn của Hồng Hà rồi. Tiếc một cú trái tay trước đó của Hồng Hà, lại ra phải làm tốt hơn, tuy nhiên bóng lại đi vào cặp vợt và thành một tình huống rất dễ cho Phong. Một đều trong set 2. Hùng Hà đang tỏ ra khá là mệt mỏi so với Phong. Có thể thấy là thể lực của Phong vẫn còn rất tốt, trong khi Hùng đã tỏ ra khá là mệt rồi. Một đều set 2. Đôi co rất lâu. Một tình huống cắt bóng bất ngờ của Hùng khiến cho Phong không kịp trở tay. Đang tìm cách khiến cho Nguyễn Phong phải di chuyển nhiều hơn. Nếu để cho Nguyễn Phong nắm được nhịp đoá bóng thì điều không tốt cho Hồng Hà. Anh sẽ không thể dứt điểm được tình huống, bắt buộc phải bước vào sân. Một tình huống tốt. Dứt điểm được không? Bóng ra ngoài, rất đáng tiếc. Cả một khoảng sân trống rất nhiều, tuy nhiên pha đo bóng của Hồng Hà rất thiếu tốc độ của đầu vợt, bóng không quận và đi ra ngoài. Tiếp theo là một pha trái tay dọc dây rất hay của Nguyễn Phong. 15-30. Có thể thấy là trái phải của Phong đoa đều rất tròn và bóng rất là sâu. Để tấn công được bóng của Phong thì cũng cần cảm giác bóng rất phải tốt mới tấn công được. 15-40 rồi. Những pha đánh bóng non của Hùng Hà đã tạo cơ hội cho Nguyễn Phong bước vào sân. Ba break point. Thank you.
trong sân nhiều. 2-1 cho Phong rồi. Game đấu vừa rồi Hùng Hà cầm vào bóng những pha trả bóng của Phong rồi. Khi mà không đoạt được bóng khó đối với Phong thì trong game đấu vừa rồi Phong đã bước vào sân để tấn công và có những cú winner. Đây là điều mà Phong đã cải thiện rất tốt. Trước đây thì anh chủ yếu đứng chờ bóng. Dù có nhiều tình huống thuận lợi có thể bước cắt vào bóng để tấn công đánh bóng nhanh hơn, tuy nhiên là anh thường hay chờ bóng. Tuy nhiên trận đấu hôm nay thì Phong đã có những tình huống tấn công tốt hơn rồi, anh chủ động và bước vào sân và tấn công phản công lại những tình huống của đối thủ. 2-1 trong set 2. Đang gặp khó cả về thể lực lẫn thế trận. Thuận tay tốt. Một cú thuận tay chéo sân khiến cho Phong không thể giả bóng sâu và một pha xuyên vô lê về phía sân trống của Hùng Hà. Không 30 rồi, cơ hội để đòi lại break. Bóng sâu tốt. Tuy nhiên và bóng tiếp theo thì quá không tốt, rất xấu. 30-15. Cơ hội tốt, tuy nhiên Hùng Hà đã bỏ lỡ đáng tiếc. Cảm giác không được tốt. Chút nữa thôi là Phong đã có thể phản công thành công trong tình huống vừa rồi. Anh đã đứng lại và bắt bài pha dứt điểm của Hùng Hà. 15-40. Ba cơ hội để đòi lại break cho Hùng Hà. Và bóng ra ngoài. Có thể thấy là cảm giác bóng trong trận đấu này của Hùng Hà rất không tốt. Một pha phát bóng không quá khó của Phong, anh đã đoạt bóng ra ngoài sân. 30-40, vẫn là hai break dành cho Hùng Hà. Và hai đều cho Hùng Hà rồi. Một tình huống trái tay đi ra ngoài của Phong. Tỷ số là 2-2. Hùng Hà giao bóng, cơ hội để anh tăng tốc lên dẫn điểm. Trái tay không thành công. Không 15.
hai tình huống thuận tay rất tốt của Nga. Cú thuận tay đầu tiên đã khiến cho Nguyễn Phong phải di chuyển rất nhiều để phòng thủ và để lộ phần sân trống rất lớn, khiến cho Nguyễn Phong bắt buộc phải chạy về để bao sân. Và Hùng Hà đã đánh về phía sân mà Nguyễn Phong vừa bỏ lại, đánh sửa lưng đối thủ, cũng là một trong những cú đánh thường thấy ở trong tennis, khi mà nhìn thấy đối thủ bỏ sân, bỏ phần sân vừa rồi để về bao sân trống thì các vận động viên thường đánh về phía, đánh tiếp tục về phía sân vừa bỏ trống. Chủ động bước vào trong sân nhiều hơn. Tình huống cắt bóng không tốt của Hồng Hà, có vẻ như bóng đã ngoài từ pha cắt bóng của Hồng Hà rồi. Tuy nhiên Phong vẫn trả bóng lại rất sâu và Hồng Hà đánh bóng ra ngoài. 30 đều. 30 đều. Thế trận vẫn đang giằng co ở set 2. Hai pha tấn công về hai góc sân liên tiếp của Hùng Hà đem lại điểm cho anh. Bốn mươi ba mươi đang rất là mệt. Và trong set hai này đã cố gắng bước vào trong sân nhiều hơn, có thể tiếp tục là một tình huống swing volley. 3-2 cho Hùng Hà rồi. Lần đầu tiên anh vươn lên dẫn trước ở set 2 sau khi bị mất break. Nguyễn Phong phát bóng, tỷ số là 3-2 nghiêng về Hùng Hà. Tốt của Phong liên tiếp cú dứt điểm tiếp theo là rất tốt. 15-0. Hùng Hà vừa rồi cho rằng bóng có thể ra ngoài một chút, tuy nhiên anh vẫn công nhận là phần thắng điểm vừa rồi dành cho Phong. 15-0. Một pha tấn công rất tốt của Nguyễn Phong. Hai cú thuận tay sang hai góc sân.
Double four, lỗi kép đáng tiếc của Phong, 15 đều. Đang là thời điểm quan trọng ở set thi đấu thứ hai. Liệu Nguyễn Phong có giữ được game giao bóng của mình không? Tiếp tục là một pha bắt bài tốt của Phong, tuy nhiên anh vẫn không thể phòng thủ thành công trong pha bóng vừa rồi. 15-30. Khi mà phòng thủ không tốt và để lộ phần sân quá lớn cho đối phương dứt điểm thì các tay vợt thường chọn một trong hai góc để phòng thủ và bỏ hẳn phần sân còn lại cho đối phương. Nếu mà phán đoán đúng thì sẽ có cơ hội để phòng thủ, để phản công. Còn không thì thằng nào cũng là một tình huống penalty rồi, khả năng bị mất điểm nhiều hơn, bắt buộc phải phán đoán và chọn phòng thủ một trong hai bên sân. 15-40 rồi. Vậy là set đấu thứ hai, Hồng Hà đã giành thắng lợi với tỷ số 4-2. Cân bằng tỷ số 1 đều và đưa trận đấu vào loạt match tie break để phân thắng bại. Sẽ là một loạt tie break đến 10 dành cho hai tay vợt. Việc đánh tie break đến 10 khi mà thế trận cân bằng như thế này thì cũng rất là mất sức, rất là vất vả. Không cho Hồng Hà. Bóng trong sân. Vừa rồi là một ví dụ cho chiến thuật phát bóng 1-2 của tennis. Một pha phát bóng về phía ra mang và về phía tay trái của Hồng Hà và tiếp tục là một pha dứt điểm, sau đó là một pha dứt điểm. Và rồi tình huống đó Phong đã dứt điểm về sửa lưng đối thủ, về phần sân mà Hồng Hà vừa bỏ lại. 1-2. Mất điểm rất đáng tiếc, một tình huống bóng không khó, tuy nhiên Hồng Hà đã đoa bóng rút lưới. Thể lực bây giờ là một vấn đề. 1-3. Ba hai. Tình huống vừa rồi thì không hẳn là một pha phát bóng 1-2, tuy nhiên vẫn là một pha phát bóng ra mang phía bên phải sân và sau đó là một cú đoa về phía góc trái sân mang lại điểm số cho Hồng Hà. 3-2 cho Nguyễn Phong.
Dọc dây rất tốt, 4-2 rồi. Trái tay dọc dây vừa rồi của Phong quá tốt, rất bất ngờ. Cho Phong. Với luật tie break như thế này thì tay vợt nào tập trung hơn và dành cơ hội chớp cơ hội tốt hơn sẽ có cơ hội để thắng lợi. 4-2, Phong tiếp tục ra bóng. Tình huống trái tay dọc dây của khá tốt của Hoàng Hà. Anh đòi lại mini break rồi, 3-4. Rồi và trái tay dọc dây vừa rồi đi ra phía ngoài sân. 3-5. Phong tiếp tục đòi lại mini break. Tình huống vừa rồi cắt bóng quá xấu, phát bóng tốt và tuy nhiên anh đã chọn cú tiếp theo không tốt. Phong vẫn trả bóng được sâu về cuối sân khiến cho Hùng Hà không có nhiều lựa chọn. Tình huống lên lưới thành công của Phong. Hùng Hà sau khi bỏ nhỏ đã không thể bè hết cái phần sân rất rộng. Khi mà Phong đã đọc được tình huống bóng và lên rất nhanh. Bảy ba rồi. Cho Hùng Hà khoảng cách là điểm số khá lớn rồi, 4-7. Tuy nhiên đánh tie break chạm 10 thì Hùng Hà vẫn còn cơ hội. Quan trọng là phải tập trung lại. Phá bóng đoa thiếu lực như vừa rồi thì không tạo được khó khăn cho Phong, góc độ cũng không khó. Tình huống vừa rồi Hồng Hà đã bị Nguyễn Phong điều chạy hai bên và những pha lả bóng của Hồng Hà càng lúc càng non. 4-8. Mà phát bóng tốt, tuy nhiên Phong vẫn có một tình huống trả bóng rất sâu về đúng chân của Hồng Hà. 9-4 rồi, quá nhiều match point dành cho Phong. Cả một khoảng sân rộng nhưng Hồng Hà đã không đánh bóng qua lưới. Tỷ số
và tie break là 14 nghiêng về Nguyễn Phong, chiến thắng chung cuộc.